Tin Giáo hội Trung Quốc Chính quyền Trung Quốc đưa ra những luật mới đối với tín hữu công giáo tại tỉnh Hà Nam. Chính quyền khẳng định rằng luật mới nhằm giúp cho việc điều hành các nhà thờ và các cơ sở tôn giáo tốt hơn. Nhưng theo các vị linh mục tại tỉnh Hà Nam cho biết, đó là những luật lệ để hạn chế hoạt động tôn giáo trong tỉnh. Một cha tại giáo phận Lạc Dương cho biết, các nhà chức trách đã đến thăm nhà thờ của cha vào ngày 1 tháng 7 và đưa cho cha một thông tư mang tên Thông báo đặc biệt khẩn cấp. Thông cáo bao gồm 5 điểm. Điểm thứ nhất yêu cầu đăng ký và thông báo con số và tình trạng của các tín hữu. Các linh mục phải báo cho chính quyền những trẻ vị thành niên đến nhà thờ và những đồ đạc vật dụng trong nơi thờ phượng. Điểm thứ hai yêu cầu danh sách giáo sĩ phải được đăng tại các giáo xứ để chính quyền có thể kiểm tra ai có phép giảng dạy điểm thứ ba cờ trung quốc phải được treo ở mọi nơi thờ phượng và quốc ca phải được hát trong mỗi buổi cử hành hai điểm cuối nói về việc thống kê tôn giáo để cải tiến việc đăng ký tại tỉnh một tu sĩ khác cũng ở tỉnh này cho biết rằng ngài nhận được lệnh của chính quyền quận yêu cầu thu thập thông tin về sự hình thành của cộng đoàn đặc biệt các gia đình nghèo theo vị này Đằng sau yêu cầu này, dù không được tuyên bố, nhà nước có ý định ngăn cản những tín hữu công giáo thu thập thấp được hưởng phúc lợi công cộng. Năm nay, chính quyền tỉnh Hà Nam đã gia tăng những nỗ lực hạn chế hoạt động tôn giáo. Từ Tết Nguyên Đán năm nay, các tín hữu công giáo cho biết họ bị cấm treo những câu thơ truyền thống, thường trích từ tin mừng tại bậc thềm nhà. Thêm vào đó, các trường mầm non và một số nhà thờ bị đóng cửa. Và theo luật mới về tôn giáo được ban hành ngày 1 tháng 2 năm nay, các trẻ vị thành niên bị cấm đến các nơi thờ phượng. Từ đó, mỗi Chúa Nhật, các xe cảnh sát canh gác ở lối vào các nhà thờ.